Đảng Cộng sản Trung Quốc được danh, Lý Tử Thất được lợi. Câu chuyện về cô tiên nữ làng quê Lý Tử Thất, một nhân vật mà tiếng tăm đang nổi khắp năm châu bốn biển. Cũng giống như quý vị, chúng tôi rất thích những video của cô Lý, bởi phong cảnh trong video phải nói là không khác chốn bồng lai tiên cảnh. Câu chuyện về Lý Tử Thất được kể rằng, cô Lý lên thành phố lập nghiệp nhưng bất thành, bởi không hợp với cuộc sống chốn phồn hoa đô thị. Cô quay trở về vùng quê hẻo lánh của mình ở tỉnh Tứ Xuyên để bắt đầu cuộc đời mới. Từ đó Lý Tử Thất bắt đầu làm những vật dụng truyền thống, món ăn truyền thống, kết hợp với những cảnh đẹp trong vùng, rồi ghi thành video, chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Các kênh của cô Lý lên như một phép màu. Tính đến nay, chỉ riêng kênh YouTube đã là 14,6 triệu người đăng ký, còn Facebook là 4,3 triệu người theo dõi, cộng với hàng trăm triệu người theo dõi trong nước trên các nền tảng như Weibo hay TikTok. Theo đó, doanh thu mà cô Lý kiếm được từ video cũng là những con số khổng lồ. Có người ước tính là 55 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 181 tỷ đồng trên năm. Có người thì tính ra 24 triệu USD, tức là khoảng 500 tỷ đồng trên năm. Dù con số chính xác là bao nhiêu thì cũng phải là bội số của triệu đô trên năm. Hầu hết fan của Lý Tử Thất đều mừng cho cô. Chúng tôi cũng cảm thấy cô Lý xứng đáng. Tuy nhiên, sự thật đằng sau hậu trường lại không đơn giản như vậy. Các chuyên gia điện ảnh khẳng định rằng những video của cô Lý phải do một đội làm phim chuyên nghiệp sử dụng những máy quay cực đỉnh có giá không dưới 10.000 đô, tức là khoảng 200 triệu đồng mới có thể đạt được chất lượng như vậy. Ngoài ra, câu hỏi lớn nhất là YouTube là nền tảng bị cấm ở Trung Quốc. Nếu như không phải kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc như CCTV, CGTN thì bất kỳ một kênh YouTube nào có số lượng người xem đáng kể đều sẽ bị chặn, thậm chí chủ nhân của nó còn bị liên đới. Những người đã từng sống và làm việc nhiều năm ở Trung Quốc chia sẻ rằng người dân nước này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoặc là an phận thấp cổ bé họng. Rất khó có được sự lựa chọn thứ ba. Bởi chắc hẳn quý vị cũng đã nghe câu chuyện mất tích của tỷ phú Jack Ma, ông chủ của tập đoàn Alibaba, cũng là người giàu có nhất Trung Quốc, hay câu chuyện ngã ngựa của Thành Long khi khối tài sản cách xù của ông này ở Bắc Kinh bị tịch thu. Đến đây, chắc hẳn quý vị đều có thể đoán được Lý Tử Thất thực sự là ai. Thương hiệu Lý Tử Thất chắc chắn là công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là quyền lực mềm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dựng nên để phục vụ những chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn. Như chiến dịch thoát nghèo mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hôm 25 tháng 2 vừa qua là giành thắng lợi toàn diện. Nhiều giáo viên tiếng Anh đã từng sống ở Trung Quốc hàng chục năm. Họ cũng đã lặn lội tới nhiều khu vực làng quê ở Trung Quốc, nhưng họ không những không thể tìm thấy bất kỳ nơi nào giống như trong video của Lý Tử Thất, mà ngược lại, nhiều khu vực nông thôn và dân tộc thiểu số cuộc sống rất khó khăn. Ngoài ra, trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc, nhiều người quen biết với cô Lý đã chia sẻ cuộc sống thực sự của cô ở trên thành phố. Câu chuyện về tuổi thơ của cô cũng không phải chân thực, bởi cha mẹ của cô vẫn đang còn sống. Nhưng dù sao, cô Lý cũng là một người tài năng, những video của cô cũng mang lại giá trị giải trí nhất định. Vậy nên nhiều ý kiến cho rằng Lý Tử Thất xứng đáng có được khoản doanh thu lớn như vậy. Chỉ là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc từ đó mà được cái danh thì không mấy ai đồng ý. Bởi thảm cảnh của những người dân Duy Ngô Nhĩ trong những năm vừa qua, rồi khi đại dịch bùng phát, người dân bị phong tỏa, tiếp đó lũ lụt hành hoành, thì cuộc sống cơ bản của người dân Trung Quốc đã lộ rõ hoàn toàn. Người xưa có câu, trong nghề nhìn kỹ thuật, ngoài nghề nhìn náo nhiệt. Ban biên tập chúng tôi cũng mong quý vị nhìn thấu cái kỹ thuật trong câu chuyện này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.